chào quý vị và các bạn, mời quý vị theo dõi bản tin 18 giờ của Báo Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý sau: dự thảo luật phòng chống mua bán người sửa đổi, bổ sung quy định nghiêm cấm mua bán bào thai. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Bộ Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ 32 dự án điện. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Tại cuộc kiểm tra thực tế kết quả tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2024 và làm việc với Ban Quản lý Lăng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhất trí mở cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại, đón đồng bào và khách quốc tế vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 13 tháng 8. Thủ tướng đề nghị Ban Quản lý Lăng tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các cơ quan để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao bằng tất cả trái tim, lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý khách đến thăm, nghiên cứu tu bổ, tôn tạo quần thể di tích lịch sử, văn hóa Ba Đình ngày càng khang trang, nâng tầm giá trị nội sinh, luôn là địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng của dân tộc, tạo động lực, truyền cảm hứng cho đồng bào chiến sĩ cả nước và góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè thế giới. Tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8, sáng 13 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật phòng chống mua bán người sửa đổi. Dự thảo luật phòng chống mua bán người sửa đổi sau khi được tiếp thu, chỉnh lý có 8 chương 67 điều, tăng 1 điều so với dự thảo luật trình Quốc hội, trong đó bỏ điều 45 và 58, bổ sung các điều 21, 40 và 67, sửa đổi 65 điều, giữ nguyên 2 điều. Đây là dự án luật quan trọng, có nhiều chính sách mới liên quan đến việc xác định hành vi mua bán người, việc tiếp nhận, giải cứu, hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng. Đồng thời, có nhiều nội dung nội luật hóa các quy định, các điều ước quốc tế có liên quan. Đối với hành vi mua bán bào thai, Thường trực Ủy ban Tư pháp, cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật nhận thấy bào thai chưa được xác định là con người, nên việc quy định mua bán bào thai trong khái niệm mua bán người là không phù hợp. Tuy nhiên, trên thực tế đang diễn ra tình trạng mua bán bào thai nhằm mục đích mua bán đứa trẻ sau khi được sinh ra và việc thỏa thuận mua bán này là tiền đề của hành vi mua bán người. Vì vậy, để đảm bảo phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo luật được bổ sung một khoản quy định về hành vi bị nghiêm cấm mua bán bào thai, thỏa thuận mua bán người từ khi còn đang là bào thai. Nêu ý kiến tại phiên họp, nhiều đại biểu cũng đề nghị cần xem xét bổ sung vào dự thảo luật quy định về mua bán thai nhi cũng là tội phạm mua bán người. Sáng ngày 13 tháng 8 tại thành phố Sầm Sơn, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã thông tin tới các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 7 tháng vừa qua và các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2024. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đánh giá cao và thể hiện sự tin tưởng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh đương nhiệm. Bằng tình cảm và trách nhiệm, các đồng chí cũng đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa 12, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần cầu thị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn tình cảm và những ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và khẳng định, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục giữ vững đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện có trọng tâm trọng điểm, tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo, đội ngũ lãnh đạo tỉnh đương nhiệm rất mong các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín, đóng góp ý kiến, góp phần vào sự phát triển đi lên của tỉnh để ngày càng làm cao dày thêm truyền thống và thành tích đáng tự hào của quê hương Thanh Hóa anh hùng. Nhằm phục vụ điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh thành phố, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cung cấp thông tin tài liệu về 32 dự án nhà máy điện gió, điện mặt trời tại nhiều địa phương. Đây là vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Trong số 32 dự án điện sạch mà Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu EVN cung cấp,
có 10 dự án điện mặt trời và 22 dự án điện gió. Hồ sơ của từng nhà máy điện EVN phải cung cấp cho cơ quan an ninh điều tra gồm toàn bộ hồ sơ đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện, hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu, công nhận ngày vận hành thương mại, hồ sơ kiểm định, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất hệ thống đo đếm điện năng và kiểm tra công suất lắp đặt thực tế của nhà máy điện. Các dự án điện gió, điện mặt trời trong diện phải cung cấp hồ sơ cho cơ quan an ninh điều tra thuộc nhiều địa phương nhưng tập trung nhiều ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ. Thưa quý vị, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc loại hình trí thức dân gian đối với Phở Hà Nội, Phở Nam Định và Mì Quảng. Cả ba di sản văn hóa phi vật thể này đều được các địa phương giới thiệu với đầy đủ giá trị như tính đại diện, thể hiện bản sắc cộng đồng địa phương, phản ánh sự đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của con người, được kế tục qua nhiều thế hệ, có khả năng phục hồi và tồn tại lâu dài, được cộng đồng đồng thuận, tự nguyện đề cử và cam kết bảo vệ. Theo đánh giá của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, phở là món ăn phổ biến trong văn hóa ẩm thực Việt Nam, được nhiều người trong và ngoài nước ưa chuộng. Trong đó, kỹ thuật nấu, không gian thưởng thức và văn hóa thưởng thức đã tạo nên dấu ấn riêng cho phở Hà Nội. Còn đối với phở Nam Định, món ăn này đã khẳng định được giá trị thương hiệu ẩm thực qua những nét độc đáo thể hiện trong tất cả các khâu từ chuẩn bị đến chế biến. Với mì Quảng, theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, nghề chế biến mì Quảng hiện được bảo tồn và phát triển tốt. Người dân làm nghề có thu nhập ổn định, nguy cơ mai một không cao. Việc công nhận di sản văn hóa quốc gia là động lực để bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Hiện tại, các địa phương cho biết đã có phương án bảo vệ, phát huy giá trị di sản mới được công nhận. Sau khi phát hiện những ca bệnh đầu tiên trên địa bàn khu phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát, đến nay, gần 1.000 người dân tại khu phố này và khoảng 200 cán bộ y tế, thành viên, ban phòng chống dịch đã được uống thuốc kháng sinh dự phòng miễn phí để phòng bệnh. Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát và ngành y tế đã chỉ đạo trung tâm y tế huyện, chính quyền địa phương tổ chức phun chlorazamin B tại ổ dịch cho gần 1.000 người dân khu phố Đoàn Kết và khoảng 200 cán bộ y tế, thành viên ban phòng chống dịch, uống thuốc kháng sinh dự phòng miễn phí để phòng dịch bệnh bạch hầu, đồng thời cấp phát khẩu trang cho người dân. Theo đánh giá của ngành y tế, ổ dịch tại địa phương này đã được khoanh vùng, ngăn chặn, không để lây lan sang địa phương khác. Sức khỏe 3 bệnh nhân mắc bạch hầu đang điều trị tại bệnh viện ổn định, phục hồi tốt. Chuẩn bị bước vào năm học mới, sinh viên từ nhiều tỉnh thành bắt đầu quay trở lại trường học tại các thành phố lớn. Và nắm bắt nhu cầu ở ký túc xá của sinh viên, một số đối tượng lừa đảo đã giả mạo đăng ký vào ký túc xá trái phép trên nền tảng mạng xã hội. Mới đây, Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, nhà trường đã nhận được thông tin về việc có một số đối tượng tự nhận là cán bộ Trường Đại học Y Hà Nội, tạo lập nhóm Facebook có tên Đại học Y Hà Nội HMU để tiếp cận các thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào Trường Đại học Y Hà Nội, sau đó tư vấn và dụ dỗ các em chuyển tiền để được đăng ký chỗ ở ký túc xá sớm. Trước chiêu thức lừa đảo này, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo học sinh, sinh viên đề cao cảnh giác khi tìm kiếm các thông tin liên quan tới trường đại học trên các trang mạng xã hội. Khi giao tiếp, cần xác minh kỹ thông tin đối tượng, hạn chế chia sẻ thông tin và dữ liệu cá nhân, tuyệt đối không chuyển tiền cho đối tượng lạ trong bất kỳ trường hợp nào. Khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin, thí sinh nên truy cập vào cổng thông tin của trường đại học, cổng thông tin điện tử cho sinh viên hoặc liên hệ trực tiếp với các cán bộ làm việc tại trường thông qua số điện thoại chính thống. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung bản tin 18 giờ của Báo Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.